Chào chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách nấu cơm nghệ nha các bạn. Thì mình không có quay khúc đầu. Hồi nãy mình lấy con lon gạo rồi các bạn. Có một lon gạo thôi. Cả gia đình nhỏ mình ăn một lon gạo không hết rồi các bạn. Đó, rồi mình vo sạch đi nha. Vo sạch mình đổ nước. Thì gạo này gạo dẻo nè các bạn. Mình đổ khoảng chừng 2 phân à. Mình mua gạo dẻo mình nấu nó hơi khô nha các bạn. À, rồi mình đổ nước vô rồi mình lấy nghệ bột nè. Cái nghệ này mình mua ở siêu thị. Cái chai này nhỏ à, các bạn chừng nửa trăm gram thôi. Nè các bạn thấy không? À, natural nghệ bột. À, không tạp chất, không có màu tổng hợp nha các bạn. Mà ở siêu thị thì người ta bán, ở siêu thị Vinmart thì bán à, là nó hơi cứng giá nhưng mà nó chất lượng. Các bạn mua này đừng mua ngoài chợ. Mua ngoài chợ mấy bà đường đậu thì mình không có nhãn hiệu, không có gì hết, chỉ trong bọc múc ra thì mình không có tin tưởng được nha các bạn. À, nhưng mà bột nghệ mình thấy cũng dễ trồng thì ai mà làm giả các bạn ha. Mình nghĩ nó đơn giản quá. Mình mua cái này nè. Rồi à, mình mỗi một cái bữa cơm vậy đó mình thì nấu ít nè. Nấu chỉ chồng ăn chén, vợ ăn chén là hết rồi. Thành ra mình bật cái nắp lên vậy mà mình đưa nó ra các bạn. Này này này, nó có cái nắp như tiêu vậy đó. Nè mình bật cái nắp nó ra vậy mình sụt sụt như vậy hai ba cái vậy nè. Rồi mình đậy nắp lại mình cất ha. Rồi mình lấy cái tay nè, mình quay. Nhưng mà các bạn muốn cho ăn nhiều thì các bạn làm hơi nhiều một chút. Cái này mình làm cũng đậm màu lắm đó. Đậm màu lắm đó. Rồi mình nấu ha. Rồi mình nấu cho xong cái mình múc ra mình ăn bình thường, rất là bình thường. Nhưng mà xong mình nấu xong rồi mình múc ra rồi mình nói về cái nghệ cho các bạn nghe nha. Cơm nghệ. Thôi bây giờ đóng lại đi. Rồi có cắm điện vô nè. Các bạn ơi, cái nồi này là nồi cao tầng của Nhật. Mình nấu như thế này hả là cơm nó mềm hoài nó không thành cơm nguội các bạn. Nó không thành cơm nguội. Để 2 3 ngày ăn vẫn được nha các bạn. Để 2 3 ngày ăn vẫn được. Rồi bây giờ mình bấm nút nè. Đó, nó kêu như vậy đó, là khoảng 15 phút sau là nó chín nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã nấu xong một cái chén cơm nghệ rồi nè các bạn. Thì mình già rồi mình bớt lại các bạn ơi. Mình không có ăn nhiều đâu. Một chén cơm nghệ với một chén canh mà cà chua nấu với trứng như vậy là được rồi. Là mình thấy cũng cảm thấy đủ rồi nha các bạn. Tại vì trong trứng nó có đạm rồi mình có nêm nước mắm ở trong đó nữa. Bây giờ mình nói về cái chén cơm nghệ mà này. Cơm á là nó chứa nhiều tinh bột, cơm gạo trắng nó chứa nhiều tinh bột lắm các bạn. Mà khi nó chuyển hóa qua gan rồi á, nó vô gan, nó ăn mình ăn xong nó chuyển hóa qua gan rồi nó biến thành đường. Mà đường á thì đó là đường không tốt. Đường nó biến thành đường nhiều quá nó cũng không tốt nữa. Bây giờ mình làm cách nào? Mình biến cái chén cơm này là chén cơm thuốc. Trong cái tâm của mình á là mình đã biến rồi đó, nhưng mà mình làm cách nào cho nó thực dụng hơn nha các bạn. Cơm nghệ này mình nấu cho gia đình mình ăn là mười mấy năm nay rồi đó các bạn. Hễ mỗi lần cơm trắng là mẹ bỏ cho một chút xíu nghệ cho cả gia đình ăn à. Ăn nó rất là ngon mà nó không hề mà có mùi nghệ nha các bạn. Thì theo nghệ á, theo cái những cái hiểu biết thông thường của mình á thì mình thấy nghệ nó cũng tốt cho, thứ nhất là nó tốt cho da đi, thứ hai là nó chống lão hóa, thứ ba là nó cũng chống ung thư nè, nhất là ung thư phổi, ung thư tử cung. Thì mình đọc báo nhiều thì mình ghi nhận nhiều rồi. Nó lại là dễ tiêu hóa, sáng mắt, nó là tiền vitamin A nha các bạn. Thì mình bỏ vô cơm thì mình ăn cái chén cơm này là cái chén cơm chất lượng chứ không phải nó là một cái chén cơm trắng bình thường nha các bạn. Mình ăn như vậy cho cả nhà ăn như vậy, em bé cũng ăn như vậy luôn. Còn ông ngoại thì ông ngoại ăn gạo lứt, thì gạo lứt để bữa nào mình nói riêng về vấn đề gạo lứt. Gạo lứt ăn cũng tốt nữa. Đây thì ở đây mình nói thêm về cái 10 tác dụng của củ nghệ đối với sức khỏe và làm đẹp nha các bạn. Thì đây là cái trang bài thuốc hay nè, cái trang sức khỏe bài thuốc hay. Củ nghệ nói chung và cả tinh bột nghệ đều có tác dụng thần kỳ đối với sức khỏe con người.
Nếu biết cách sử dụng, nghệ sẽ giúp bạn khỏe mạnh và phòng chống được nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Đấy các bạn. Đây nè. Nghệ là loài cây thân cỏ, cao khoảng 1 mét, thân có hình trụ, dễ mọc phình to, phát triển thành củ. Củ nghệ có màu vàng nâu ở ngoài vỏ, bên trong ruột thì lại có màu vàng cam. Đặc trưng, nghệ có mùi thơm, vị cay ấm, hơi nồng, được trồng rộng rãi khắp nước ta. Củ nghệ có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc trưng nhất là hoạt chất curcumin. Có trong củ nghệ có chứa rất nhiều chứng bệnh khác nhau như chữa được rất nhiều chứng bệnh khác nhau như việc khuẩn, phòng ngừa ung thư gan, ung thư đại tràng, điều trị tiêu chảy, dạ dày, đau bụng. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi nha các bạn. Mình đọc những cái bài báo khác thì người ta nói là trị ung thư phổi và ung thư trụ tử cung nó là bậc nhất đó các bạn. Mà ở đây thì người ta nói là ung thư đại tràng, ung thư gan nha, trị tiêu chảy, đau dạ dày và đau bụng. Thì mỗi một cái bài báo người ta nghiên cứu một góc độ khác nhau, thì mình coi nhiều báo thì mình lượm lặt lại, mình có một cái kiến thức nó hơi rộng hơn cái tờ báo đó nha các bạn. Mình lượm mỗi nơi một chút, mình thấy nó thực dụng quá cho nên mình mới biến cái chén cơm của mình ăn thành một chén cơm thuốc, chén cơm nghệ. Mình ăn vô mà mình không nghĩ đến tiểu đường nhiều, rồi mình không nghĩ đến béo phì. Nó thì nó chống lão quá thì nó giảm béo phì đó. Mà nó dễ tiêu hóa nữa. Mình nấu cơm cháy mình ăn mình bỏ nghệ đó các bạn. Cơm cháy mà có nghệ ăn nó dễ tiêu. Thì 10 cái tác dụng đối với sức khỏe nha. Củ nghệ chứa đựng một, chứa đựng các hoạt tính sinh học mạnh mẽ. Thứ nhất nha, tại vì củ nghệ nó có thành phần của nó đó các bạn, nó cứ chứa nhiều vitamin C, E, K, kali, canxi, sắt, đồng và tiền vitamin A nha các bạn. Đó, curcumin là một cái chất mà không thể thiếu trong cơ thể, nếu mình thiếu nó thì mình bị loãng xương đó các bạn. Curcumin là một cái chất mà mình càng già càng hao tổn đi, mình phải bù đắp nó. Đây, thứ hai, curcumin là chất chống viêm và oxy hóa tự nhiên trong củ nghệ nha các bạn. Thứ ba là cải thiện chức năng não bộ. Ăn cơm nghệ hay ha. Giảm nguy cơ cơ mắc bệnh tim mạch. Giảm nguy cơ tim mạch là nghệ ăn nó không có mập đâu các bạn, nó ốm đấy. Kali rất là nhiều, giúp trong củ nghệ giúp bảo vệ tim mạch là luôn khỏe là nhờ vitamin và khoáng chất như kali. Rồi thứ năm, phòng ngừa và điều trị ung thư nữa nha các bạn. Curcumin có trong củ nghệ đã được khoa học nghiên cứu có tác dụng vô cùng hữu ích trong phòng ngừa và điều trị về bệnh ung thư. Curcumin có khả năng ức chế sự phát triển của Helicobacter pylori, một loại vi khuẩn có vai trò quan trọng tạo ra các bệnh như dày đại tràng, thậm chí ung thư đại tràng. Sử dụng củ nghệ thường xuyên sẽ giúp giảm sự hình thành các tế bào ung thư, tiêu diệt các gốc tự do xấu gây hại. Các bạn thấy rất là hay nha. Rồi, thứ sáu là điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp. Cái này là bệnh của mình đó các bạn. Ngoài củ nghệ chứa curcumin và chất chống viêm mạnh, nó còn chứa nhiều hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm khác. Do vậy, sử dụng nghệ để điều trị bệnh viêm khớp sẽ mang lại rất nhiều hiệu quả. Thứ bảy là khả năng chống lại chứng trầm cảm nha các bạn. Quá hay.
Bệnh trầm cảm có liên quan tới nồng độ các chất dinh dưỡng hỗ trợ cho não bộ với các vitamin, khoáng chất và đặc biệt là curcumin có trong củ nghệ sẽ giúp kích thích sản sinh tế bào não bộ, tăng khả năng dẫn truyền từ truyền thần kinh từ serotonin và dopamine. Từ đó, người bị trầm cảm sẽ thấy tinh thần thoải mái, cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả. Chống lại sự, 8 là chống lại sự lão hóa. Các vitamin C, vitamin E và vitamin K cùng với curcumin có trong củ nghệ sẽ kích thích sản sinh tế bào mới, thay thế cho các tế bào cũ đã chết, tiêu diệt các vi khuẩn và gốc tự do có hại. Nhờ đó mà cơ thể thêm trẻ trung, ngăn ngừa tình trạng lão hóa xảy ra. Số 9 là điều trị đau dạ dày. Cũng giống như gừng, củ nghệ có tính nóng, cay, ấm, có tác dụng bảo vệ dạ dày, tiêu diệt các vi khuẩn có hại, giảm tình trạng đau dạ dày hiệu quả. Ngoài ra, sử dụng củ nghệ đúng cách có thể giúp điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, đầy bụng khó tiêu thường gặp. Rồi, số 10 là ngăn ngừa loãng xương, cải thiện hệ xương khớp. Uống tinh bột nghệ với mật ong sẽ giúp cơ thể duy trì được lượng canxi cần thiết, lượng xương khớp trong không bị mất đi canxi, bảo vệ cơ thể khỏi chứng loãng xương, giúp xương khớp chắc khỏe hơn. Rồi, ở đây là cái phần không thể thiếu cho mọi người đây. Tác dụng của củ nghệ trong làm đẹp. Thì tác dụng của nghệ vàng và với mật ong ha, với da, củ nghệ giàu vitamin C, vitamin E, các khoáng chất. Đây là những chất có tác dụng làm đẹp vô cùng hiệu quả. Vitamin C giúp cơ thể sản sinh collagen, khiến da và tóc luôn mịn màng, tươi tắn. Còn vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa trên làn da của bạn có hiệu quả. Tinh bột nghệ và mật ong hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ngoài việc giúp làn da tươi tắn, khỏe mạnh hơn, củ nghệ kết hợp với mật ong còn giúp hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Nghệ có thể phá vỡ cấu trúc của chất béo có hại và đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Tinh bột nghệ uống với mật ong và sữa cho các bạn cảm giác no lâu hơn. Từ đó giúp quá trình giảm cân tốt, các vitamin và khoáng chất trong hỗn hợp này đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ năng lượng. Và đây, những ai cần chú ý sử dụng tinh bột nghệ. Cái này là cái mà mình chú ý nha các bạn. Người đang mang thai hoặc đang cho con bú, sử dụng nghệ vào giai đoạn này có thể thúc đẩy cơ thể rơi vào tình trạng kích thích tử cung, bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt mới, gây khó khăn cho cơ thể. Có nghĩa là người đang mang thai và người đang cho con bú thì không có sử dụng nghệ được nha các bạn. Bắt đầu kinh nguyệt nó ra kinh sớm đó các bạn. Người đang có vấn đề về túi mật như sỏi mật hoặc tắc nghẽn túi mật cũng không được dùng tinh bột nghệ, bởi vì tình trạng sẽ trở nên nặng hơn và lâu khỏi bệnh. Người mắc bệnh chứng rối loạn máu khó đông, tinh bột nghệ có thể khiến máu trở nên khó đông, ảnh hưởng tới sức khỏe, tăng nguy cơ máu chảy khi bị thương. Có nghĩa là nó làm cho máu mình loãng đó nha các bạn, nó không có đông máu. Người mắc bệnh chứng thiếu sắt không nên uống tinh bột nghệ, bởi vì gây ra cản trở việc hấp thu sắt cho cơ thể. Trẻ em dưới 1 tuổi không nên sử dụng nghệ, bởi trẻ không đủ sức đề kháng cần thiết chịu đựng được các chất trong nghệ. Các bạn thấy nó cũng có cái hạn chế nha. Uống nghệ với mật ong nhiều có tốt không? Việc uống nghệ với mật ong hoàn toàn không khiến cho cơ thể gặp nhiều vấn đề có hại, bởi mật ong và nghệ cung cấp rất nhiều dinh dưỡng cho cơ thể và phòng chống được nhiều chứng bệnh. Tuy vậy, cần chú ý liều lượng khi đưa vào để tránh ảnh hưởng không tốt.
mỗi ngày mình cho cả gia đình mình ăn một cái muỗng ăn kem đó các bạn, cái muỗng kem mà muỗng nhỏ đó mình nấu là được rồi. Còn cái này á, là mình cứ lấy cái hộp mình rắc rắc vô vài miếng, chừng nửa muỗng hả các bạn ơi, chừng nửa muỗng hả. Rồi chúc các bạn có một chén cơm nghệ, một chén cơm thuốc thật là ngon lành nha các bạn. Mình ăn mình phải biết nó là có tác dụng dược liệu nhiều hơn là một chén cơm trắng.